Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang chọn xem chương trình bình luận trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay với chủ đề là khủng hoảng thịt lợn liệu có còn tiếp diễn. Vâng, thưa quý vị, giá thịt lợn hết tăng cao rồi lại giảm mạnh, không chỉ tác động đến hơn 2 triệu người chăn nuôi mà còn khiến cho hàng chục triệu người tiêu dùng cả nước bị ảnh hưởng. Bởi thịt lợn thì vẫn chiếm đến gần 70% trong cơ cấu bữa ăn của mỗi gia đình. Và sau nhiều tuần giảm giá kỷ lục khiến cho bao người chăn nuôi thua lỗ nặng nề thì hơn một tuần vừa qua, giá lợn hơi trên cả nước đã bật tăng cao trở lại. Việc giá lợn hơi tăng cao thực sự là niềm vui với hàng triệu người chăn nuôi. Thế nhưng đó lại là lời cảnh báo trước cho thị trường thịt lợn một đợt tăng giá sắp diễn ra và nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cũng đã rất cận kề rồi. Bởi là không loại trừ ngay sau cuộc khủng hoảng thừa thì tới đây có thể sẽ lại tái diễn một cuộc khủng hoảng thiếu thịt lợn. Nếu như chúng ta có thể nhìn lại từ năm 2015 cho đến nay thì chúng ta sẽ nhận thấy các cuộc khủng hoảng này liên tục tái diễn. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ tập trung phân tích nội dung này với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Xin chào bà. Xin chào. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu vị khách mời có mặt trong trường quay ngày hôm nay, đó là ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số đoạn kết nối nhanh với một số hộ chăn nuôi để có thể nắm bắt được diễn biến mới nhất về thị trường lợn hơi trong sáng ngày hôm nay. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật trường quay có thể là cho chúng tôi được kết nối với hộ chăn nuôi Vũ Hồng Tường ở xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Vâng, xin được mời những hình ảnh đầu tiên về trang trại của nhà bà Tường ạ. Cảm xúc của tôi thì hôm nay là lợn 65 rồi là tôi rất vui và phấn khởi. Vui nhá, phấn khởi nhá. Nuôi chăn nuôi nó mới có công, có lời. Rõ khỏe mạnh đây. Bây giờ chúng mày cứ một ăn một lớn. Một ăn một lớn cứ sau mỗi con tạ rưỡi. Thế là được rồi. Nuôi chăn nuôi nó mới có công, có lời. Được vài đồng. Đấy. Đấy. À, dạ vâng ạ, xin chào bà Tường ạ. Chúng qua cái đoạn clip vừa rồi thì chúng tôi có thể thấy là bà rất là vui mừng bởi vì giá lợn hơi tăng cao. Vậy chúng tôi xin được hỏi là trong ngày hôm nay thì giá lợn hơi bán ra tại đó đã là bao nhiêu rồi ạ? Thôi đi, xin chào trường quay nhá. Hôm nay là giá lợn đã được 65 hơi rồi. Thì chúng tôi cũng rất là vui và phấn khởi. Nếu mà theo như mức giá này thì bà con là cũng có lãi. Thì bà con cũng mong sao để giá nó độ 65-70 thì để bà con cũng phải bán thì kiếm được tí tẹo công. Và chúng tôi cũng chỉ mong muốn làm sao để giá lợn cứ 65-70 để cái giá bình ổn này cho chúng tôi là người nông chăn nuôi thì mới được phấn khởi. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bà Tường với phần chia sẻ vừa rồi. Và để có thể xác nhận thêm thông tin về giá lợn hơi tăng cao thì ngay bây giờ chúng tôi cũng xin được kết nối với ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Châu, là một trong những xã mà có tổng đàn lợn nhiều nhất ở huyện Yên Lạc của tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Xin được mời ý kiến của ông Hùng ạ. Báo cáo các anh là cũng rất là may là một vài ngày trở lại đây thì cái giá lợn cũng lên rất là cao. Sắp xỉ với cái mức giá là gần 60.000 một cân. Như thế là người dân thật sự là rất là phấn khởi. Cái này thì báo cáo các anh là đối với Hồng Châu thì không những Hồng Châu, Liên Châu và một số các xã khác ở vùng bãi lân cận đây họ cũng chăn nuôi rất là nhiều. Cho nên là cái vấn đề giá lợn này họ rất là quan tâm và cái này thật sự là người dân người ta cũng rất là phấn khởi. Báo cáo các anh là như vậy. Còn cái định hướng trong cái thời gian tới thì báo cáo các anh là cũng mong rằng nhà nước cũng có một cái cơ chế như thế nào đấy để cố gắng tạo điều kiện để giữ được cái giá lợn như thế này trở lên để người dân một là có thu nhập, cái thứ hai là tận dụng được những cái lao động nông nhàn để làm sao mà cuộc sống của người dân đi lên. Vì ở địa phương của chúng tôi là vùng bãi mà cái vấn đề gắn kết giao thông thì nó cũng không được như ở các vùng khác, cho nên là cái vấn đề phát triển kinh tế cơ bản là phụ thuộc vào cái vấn đề là nông nghiệp và chăn nuôi. Chính vì vậy cho nên là cũng mong rằng nhà nước làm như thế nào đấy, Đảng Chính phủ có một cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho người dân là giữ được ổn định và phát triển được cái giá lợn như thế này để cho người dân có cái đảm bảo cái an sinh xã hội của địa phương. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi mà ông Hùng đã cung cấp cho chúng tôi. Và nhân đây thì chúng tôi cũng xin được hỏi ông là ông có thể lý giải như thế nào về việc là giá lợn hơi giảm sâu thảm hại trong mấy tháng vừa qua. Xin mời ông. Báo cáo với các anh là cái giá lợn nó xuống thấp thì thực ra chúng tôi thì cũng nghe đài báo và một số những cái thông tin khác
thì cũng có những cái phán đoán, một là có thể là do cái vấn đề dịch bệnh, hai là có thể là do cái vấn đề về, cũng nhiều người cũng nói là do nhà nước nhập khẩu hoặc thế nọ thế kia gì đấy, nói tóm lại như thế. Thì ba nữa là có cái thị trường Trung Quốc là họ cũng không mở. Ở đây chúng tôi cũng, người dân đây phụ thuộc cũng nhiều vào cái thị trường Trung Quốc. Tức là mỗi khi mà Trung Quốc nhập khẩu bằng đường chính là cái tiểu ngạch thì giá lợn đều lên cả, mà lên rất là cao. Đấy, báo cáo anh là như vậy. Còn khi mà họ dừng lại cái là tự dưng giá, vì ngày xưa tôi cũng, bản thân gia đình tôi cũng là người nuôi lợn nên tôi cũng nắm được cái đấy. Tức là khi mà giá lợn nó lên là nó phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc là nhiều. Là chính vì thế chúng tôi cũng có thể phán đoán là do, có thể là do Trung Quốc họ cũng ngừng nhập khẩu như thế nào đấy. Nó hai ba yếu tố để nó cấu thành cái vấn đề giá lợn nó xuống thấp. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến vừa rồi đến từ ông Hùng. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được mời bộ phận trường quay có thể giúp đỡ chúng tôi kết nối với hộ chăn nuôi của ông Phạm Văn Sơn ở huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang được không ạ? Dạ vâng ạ, xin chào ông Sơn ạ. Thưa ông, xin ông có thể cho biết là giá lợn hơi hôm nay tại xã của ông là bao nhiêu rồi ạ? Báo cáo tôi nghe rõ rồi ạ. Báo cáo này, giá lợn hiện nay là 65, ngày mai tôi bán luôn. Tức là như vậy kể cả người dân thế bán như vậy là cũng có lãi được một tí theo rồi. Là tất cả như vậy đều phải bán. Tôi cũng có mấy trăm lợn, bây giờ tôi bán giá như vậy là vừa rồi bán một ít giá rẻ rồi. Thế còn bây giờ nay gia đình cố giữ lại. Bây giờ thế giá 65 thì chúng tôi vui là bây giờ bán được lợn giá 65 là có tiền trả nợ rồi. Không phải như vậy là lỗ đến những cái công lắm bây giờ. Dạ vâng, như vậy thì có thể thấy là cả hai địa phương nuôi lợn ở miền Bắc thì cũng đã đều có tình trạng là lợn tăng giá rồi. Vậy thì chúng tôi cũng xin được hỏi tiếp ông Sơn là trong thời gian qua thì tôi thấy là mọi người thường kêu là lợn thua lỗ nặng nề. Vậy cụ thể là tôi xin hỏi ông là người nuôi lợn như ông thì mong muốn là mức lãi như thế nào ở mỗi lứa lợn nuôi thì sẽ là phù hợp với gia đình của mình ạ? Bây giờ báo cáo các ông này, chứ không phải là cái người chăn nuôi, bây giờ nuôi số lượng nhiều hoặc ít chứ à? Lãi được 500-600 nghìn một con. Là người cảm thấy cái người dân lao động là thấy phấn khởi lắm rồi. Mình vất nhất là cái người lao động chăn nuôi bây giờ có được lãi lời lãi bao nhiêu đâu. Nhưng mà về cái nghề nghiệp người ta phải thế rồi. Bây giờ báo cáo với công này, nuôi lợn nó như đánh bạc thôi. Như vậy là một lần được thì mất, hai lần mất bây giờ. Cho nên không được lời lãi bao nhiêu. Như cái người dân lao động bây giờ chỉ nhé ở nhà đi chơi thôi, phải chăn nuôi. Chăn nuôi không lời lãi bao nhiêu, vẫn phải chăn nuôi, vẫn phải làm. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông. Và ngay sau đây thì chúng tôi có thể đề nghị trường quay là tiếp tục cho chúng tôi kết nối với hộ chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Ngọc ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ạ. Dạ vâng, thưa ông Ngọc, xin ông có thể cho biết là giá lợn hơi hôm nay bán ra tại chuồng của nhà mình là bao nhiêu rồi ạ? Và không biết là ông có đang nghe rõ trường quay hay không ạ? Tôi có nghe rõ, tôi dạ cũng xin là kính chào trường quay về gia đình tôi là đến hôm nay là cũng nhờ đến chính phủ là can thiệp vào cái giá cả. Hôm nay chính thức là được giá 50 rồi. 50 là nó đỡ, nó cũng đỡ lỗ rồi. Đấy, còn nó đỡ lỗ thôi, nhưng còn nếu 50 nên 60 hơi, 65 hơi thì cũng vẫn lỗ, chưa còn lãi. Mà chính phủ can thiệp vào muộn quá đâm nhà tôi là cũng lại thua thiệt lỗ mất 500-600 triệu cái đợt này rồi. Dạ vâng ạ. Và thưa ông Ngọc là trong năm ngoái thì giá lợn hơi có tình trạng là tăng cao chót vót tới hơn 100.000 đồng một kg. Và theo đó mà cũng có rất là nhiều ý kiến đã cho rằng là người nuôi lợn đã thu lãi quá lớn. Còn bây giờ lợn hơi xuống thấp thì cũng gồng gánh cho nhau. Vậy nhân đây thì tôi cũng xin muốn hỏi thật ông ấy ạ, là người nuôi lợn thì có lãi nhiều hay không? Và mong muốn lớn nhất của người chăn nuôi lợn bây giờ là gì ạ thưa ông? Đấy là mong muốn của người chăn nuôi chúng tôi là cũng muốn là giá cả nó ổn định. Là nuôi mỗi một lứa lợn 7 tháng chỉ cần lãi đến 400-500 nghìn con thôi. Đấy là trong vòng 6 tháng đến 7 tháng. Đấy có đàn nó chậm lớn thì 7 tháng. Đấy thì một đàn lợn này cũng trong vòng nuôi một năm chỉ được có 2 lứa thôi. Đấy đấy là nuôi tốt. Thì được 2 lứa thôi thì trong cái đó cứ 500 một con, 300 một con là được rồi. Bà con nông dân có công ăn việc làm là được. Nuôi nó không lỗ là được. Cứ biết là nó không lỗ. Đấy chứ còn giá cả bây giờ mà chính phủ như này mà chính phủ không can thiệp vào thì thôi bà con nông dân chúng tôi thì chết thì cũng chỉ biết kêu chính phủ đi, không kêu ai cả. Giá cả mà chính phủ không can thiệp vào cho bà con nông dân này, bà con nông dân này rất là khổ. Từ cái chăn nuôi này, từ lúc không có bây giờ dân đất nước nó phát triển bây giờ. Và đất nước phát triển này nuôi lợn thì toàn có lỗ thế này đấy. Mà giá cả thì, giờ có giá cả thì nhà nước mình lợn nó xuống như thế này, mình nhà nước mình cứ đi nhập lợn về thì để cho bà con nông dân nuôi. Thế này thì không thể nào mà trụ nổi được.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông Ngọc với những chia sẻ vừa rồi. Và chúng tôi sẽ còn gặp lại ông Ngọc trong ít phút tới của chương trình. Và chúng tôi cũng xin được hỏi hai vị khách mời ạ, là chúng ta cũng vừa nghe thấy những cái lời tâm sự của rất là nhiều hộ chăn nuôi lợn trên các tỉnh thành của miền Bắc. Và họ cho biết là trong mấy năm vừa qua thì nuôi lợn cũng đã dẫn đến cái tình trạng là thua lỗ triền miên, và họ cũng chỉ có thể mong là có thể thu lãi khoảng 400 cho đến 500 nghìn đồng trên mỗi một con lợn nuôi trong vòng 6 cho đến 7 tháng thôi ạ. Và ở đây thì điều mà họ mong mỏi nhất đó chính là thị trường có thể ổn định để họ có thể yên tâm chăn nuôi và không bị lo lắng về đầu ra như hiện nay nữa. Và chúng tôi cũng xin được hỏi một người mà làm trong nghề chăn nuôi như là ông Dương, thì ông suy nghĩ gì về những mong muốn của người dân ạ? Trước hết là cái mong muốn của họ là chính đáng, bởi vì thực ra là chăn nuôi nó rất nhiều những cái rủi ro, rủi ro về dịch bệnh, rủi ro về thị trường, rủi ro về đầu vào, giá thức ăn lên cao. Thế nên là những cái mong muốn của người ta là để có cái thị trường ổn định và người ta có một chút lãi thôi để cho người ta có cái cuộc sống, thì tôi cho đấy là cái mong muốn chính đáng của người dân luôn. Dạ vâng, vậy thì...